Chúc mắc quý vị và các bạn là một mẫu dây AV hàng bãi của Hitachi. Và cái mẫu này nó có một cái đầu rắc phải gọi là nhỏ nhất, không thể nhỏ hơn được nữa. Cái đầu rắc tín hiệu AV, gọi là đầu rắc RCA của Hitachi, chuẩn này là chuẩn nhỏ nhất có thể rồi, không thể nhỏ hơn được nữa. Chính vì vậy mà những cái thiết bị, cái đầu phát CD giải mã hoặc là âm ly của chúng ta, cho dù là rất là gần nhau, rất gần nhau, chúng ta cắm không bao giờ có hiện tượng là bị chạm vào nhau, anh em thấy. Và đặc biệt là cắm rút rất là êm ái. Những cái dòng âm ly cổ thì chúng ta cắm cái đầu rắc nó chặt đấy, rất là sót âm ly, rất cực kỳ là sót đấy, rất là sót. Chúng ta cắm chúng ta rút ra rất là êm ái, quý vị thấy rất là êm, cắm rất là êm. Quý vị nhìn tôi cắm đây. Và có một cái lưu ý khi quý vị và các bạn khi cắm tất cả dây dẫn nào đó thì chúng ta phải cầm vào rắc, chúng ta cắm vào hoặc rút ra, chứ không được cầm vào dây sau đó giật ra, anh em nhé. Muốn thiết bị của chúng ta nó bền, nó tốt thì chúng ta phải làm đúng, cầm đúng rắc rút ra, anh em nhé. Và cái mẫu dây này vì sao tôi lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn, bởi vì có rất là nhiều anh em hỏi là có những cái bộ đầu rắc AV nào nó nhỏ để nó không bị chạm khi mà cắm bằng thiết bị âm ly cổ như thế này, hoặc là những dàn âm thanh cổ nó đòi hỏi cái độ trung thực rất là cao. Cho dù bất cứ một dàn âm thanh nào thì đều đòi hỏi cái độ trung thực cao, và không cần. Và cái thứ hai là cái việc đi dây nó dễ dàng, dây nó mềm mại, nó uyển chuyển, đi dây kê nó nhẹ nhàng, nó không bị cứng, không bị thô. Thì đây là cái mẫu dây dành cho quý vị và các bạn. Và các bạn, này là dây của Hitachi, tôi làm khá là nhiều như anh em thấy. Phiên bản Hitachi LF. Và đây, đầu rắc, quý vị để ý cái đầu rắc của nó rất là bóng. Những cái đầu rắc rất là bóng. Và như tôi nói, rắc này là chuẩn, này chuẩn nhỏ nhất rồi, không thể nhỏ hơn được nữa. Và đầu rắc thì nó cũng rất là cứng cáp. Đấy. Anh em đây, đây là cái phôi dây. Đây là cái phôi dây. Tôi sẽ tách cho quý vị và các bạn xem. Thì trước hết là giới thiệu tiếp đến quý vị và các bạn một mẫu nữa là những đầu rắc dành cho những bộ dàn âm thanh, cái rắc mà chúng ta mà nó không nhỏ, nó có khoảng cách to một chút thì dùng cái dây gấu như này. Cái bộ dây đầu rắc khóa như này. Rất là cao cấp. Bộ này có giá là 550 một bộ. Đầu rắc khóa 550 một bộ. Đây là cái phôi dây của nó. Thì tôi sẽ tách quý vị và các bạn cùng xem. Còn những bộ dây AV của hãng Hitachi, tôi gọi là dây AV, dòng dây AV cổ, dòng dành âm dàn âm thanh cổ, có giá là 320.000 đồng một bộ, dài 1 mét. Và quý vị có thể yêu cầu tôi làm dài bất kỳ, có thể là 0,8 mét, có thể là 1,5 mét, có thể là 2 mét, vân vân và vân vân, làm theo yêu cầu của quý vị và các bạn. Mức giá chỉ 320.000 đồng. Giá này là miễn phí, giao hàng toàn quốc. Quý vị mua 2 cặp chỉ có giá là 600.000 đồng nhé. Bao ship cho quý vị và các bạn. Đây là cái lõi dây thì mình sẽ tách cho anh em cùng xem. Cái cảm quan mà quý vị cầm cái sợi dây này lên nó rất là sướng, nó mềm, nó bóng. Tách nó ra. Chưa cần biết thế nào nhưng mà nhìn cái lưới này, nó kín, nó dày đặc như này đã thích rồi, nhỡ nào có thể vào bên trong được. Kéo nó xuống, lại cuốn rất là chặt lớp giấy này. Đây là những cái vải dù, nó giúp cho cái sợi dây được chắc chắn hơn. Và như anh em thấy, từng cặp một cuốn lại với nhau. Có một cái điều đặc biệt là cái lớp vỏ bên trong này là lớp vỏ teflon. Lớp vỏ teflon rất là trơn bề mặt, quý vị có thể dùng bật lửa để hơ, nó chịu nhiệt cực kỳ là tốt. Tôi sẽ tách ra. Bộ này mà quý vị và các bạn dùng và nghe cái lời ca sĩ thì vô cùng tuyệt vời, trung âm rất là hay.
Chua ngập rất là ngọt ngào. Anh em để ý cái lõi bên trong nhá, cái lõi bên trong, cái ruột bên trong cái đồng này thì không phải sợi dây nào quý vị cũng bắt gặp được cái chất dẫn nhảy đâu. Cái vỏ rất là dai, gần như là cái sợi dây to như nào thì cái ruột to như vậy, bởi vì cái lớp vỏ này nó rất là mỏng, cái lớp vỏ rất là mỏng. Đấy. Sợi đồng li ti này, nhỏ xíu, sờ rất là sướng. Nếu như quý vị muốn chơi băng cối hoặc là chơi CD ấy, chơi cái này rất là hợp. Ba sợi một, ba sợi một. Anh em nhìn cái đồng này, đồng tơ nhỏ xíu ấy, quý vị nhìn, nhỏ hơn cả sợi tóc. Là dây bãi của Nhật đấy, nó vẫn có chất lượng tốt như này. Quý vị xem cái kết cấu truyền dẫn như thế này. Đấy. Và những bộ dây này được chúng tôi DIY rất là cẩn thận, từ cái đầu jack, tuyển chọn đầu jack cũng như là cái thiếc hàn và cái kỹ thuật hàn rất là cẩn thận và tỉ mỉ, đảm bảo quý vị nhận được cái sản phẩm này nó xứng đáng để quý vị chơi em thay. À, những bộ này tôi làm, tôi bán cho quý vị và các bạn mức giá 320.000 đồng một bộ, bao ship cho anh em mua hai bộ sẽ là 600.000 đồng. Còn tiếp theo là những bộ dây này gấu hơn, gấu hơn rất là nhiều, nó to hơn, rắc cũng to hơn. Chuẩn AV thì chỉ có một chuẩn thôi, bên trong chỉ có một chuẩn, còn cái độ to bên ngoài là cái phía bên ngoài thôi, còn nó chỉ có một chuẩn. Thằng to này nó cũng cắm vào đây được, nó cũng cắm được hết. Thế nhưng là hai cái to mà cắm ở đây thì rất là khó cắm, là nó vướng nhau. Còn cái chuẩn AV chỉ có một chuẩn, còn vấn đề là nó to hay nó nhỏ, nó chỉ là cái vẻ bên ngoài, cái vỏ bọc bên ngoài. Đấy. Bộ này có giá 550 một cặp. Dây cũng kết cấu tương tự như vậy của Hitachi, bản này thì to hơn và cái màu trắng sữa. Bên ngoài tôi làm cho nó cái lớp áo bên ngoài, bọc cái lớp áo bên ngoài cho nó thẩm mỹ hơn. Lớp lưới nhà ít xì thẳng vào đấy, anh em nhìn nhá. Cùng một mẹ này ra cái lớp lưới nó ít xì nhau, không khác nhau một chút gì. Đấy. Cũng cái kết cấu như vậy. Nhưng thằng này là bốn lõi to, bốn lõi to và cái chất lõi, cái vỏ, ngay cả cái vỏ bên ngoài cũng y chang như vậy, cái vỏ cũng đều là nhựa teflon. Cũng là nhựa teflon, cho anh em xem. Và một bộ này giá 550, bao ship cho quý vị và các bạn. Và tiếp theo tôi có một cái mẫu nữa cũng của Hitachi. Bộ này tôi làm đầu giáp này, đầu giáp này cắm cũng rất là ngon, dòng Omnico cắm cũng rất cũng được, chung là được. Bộ này có giá 250.000 đồng một cặp, JAV của Hitachi cùng thương hiệu. Nếu như quý vị và các bạn đã yêu thích những bộ dây tôi vừa giới thiệu thì vui lòng liên hệ trực tiếp 0908 722 688 nhé. Anh em nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán.